Đó là cái mái ấm Hồng Quang, dạ, và nơi là cái nơi kêu mang, tức là hơn 50 em nhỏ, tức là từ các cái mà cái tỉnh thành tại Việt Nam. Và giờ đây thì như mọi người nhìn thấy cái quang cảnh chùa thì cũng là một cái nơi mà cũng còn quá đơn sơ và cũng dần rất nhiều cái khó khăn. Và đoàn chúng tôi là ngày hôm nay cùng hơn 13 em cùng cái đội ngũ công sự thì tới thăm chùa và cũng có những cái chút thiện nguyện để cũng có thể là chia sẻ cho những em có những hoàn cảnh khó khăn, có những tình cảm thiếu thốn, có một cái chút vui và có những cái may mắn và được cái sẻ chia. Và quý vị nhìn thấy đây là những cái bảng nội quy của bên chùa Mái Ấm Hồng Quang, rất là nhiều những cái mà cái thông tin. Dạ. Và tôi sẽ xin mời quý vị có thể là vào trong cái mà cái nhà nuôi những cái mà cái trẻ em. Dạ. Sao con muốn ở trong đó đúng không con? Cho con cái này ha. Đòi đòi đồng hồ quá. Con được bao nhiêu tuổi rồi? Chưa biết à? Chưa biết nói bác à. Đôi khi mà rất là thiếu thốn tình cảm nên là khi mà tới thì rất là gần gũi và rất là có thể là ôm ấp được rất là nhẹ nhàng. Thưa quý vị, đây là những cái mà cái cối để cho dành cho các bé, và các quý vị nhìn thấy các cối này rất là đơn sơ đúng không? Tức là làm bằng tre nứa thôi. Và các bé thì đang nằm tại đây. Thực ra là những cái mà cái mùa hè này thì đang là mùa mưa, do đó thì các cái thời tiết thì cũng tương đối là nó mát. Nhưng mà đặc biệt là các cái mùa nắng á, thì ở đây rất là khó khăn, là bởi vì như quý vị nhìn thấy là thực sự nó là cái nhiệt độ ở Bà Rịa Vũng Tàu rất là nóng, khoảng tầm 35 đến khoảng 40 độ. Và trang quách cuối này thì cứ liền kề với nhau như thế thì nó cũng làm cho các bé cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà bên Mái Ấm thì cũng đã cố gắng để làm sao bằng cách nào đó để cho các bé cảm thấy thoải mái nhất. Kính thưa thầy, kính thưa chú Châu, dạ. Thì tôi đại diện là nhà thuốc thực gia truyền Thanh Tuấn. Hôm nay thì có một cái buổi thiện nguyện công ty tổ chức tới thăm Mái Ấm Hồng Quang, dạ. Thì đầu tiên thì công ty cũng có cái phần quà nhỏ nhỏ. Cái thứ hai là có một cái chút hiện vật, dạ, muốn gửi quý thầy, dạ. Thì em xin phép. Dạ. Yeah. Thì đại diện công ty thì cũng hàng năm thì cũng đều làm các cái chương trình mà thiện nguyện từ thiện. Thì biết là cái Mái Ấm Hồng Quang là một cái nơi mà chuyên kêu mang những cái mà cái trẻ em cơ nhớ, những cái mà cái người già, và bằng những cái mà cái tấm lòng của thầy thì mà bản thân như là em thì cũng rất là quý trọng. Và bản thân là trong thời gian vừa rồi thì công ty, tức là những cái mà cái em nhân viên ở trong công ty thì khi mà được chia sẻ về cái Mái Ấm thì cũng rất là vui và cũng háo hức là muốn được tới thăm thầy cùng các cái mà cái em nhỏ tại đây. Và nhân cái mà cái buổi từ thiện ngày hôm nay thì thay mặt cho công ty thì cũng chúc cho thầy Thích Thiện Thông nhiều sức khỏe, và các em thì luôn luôn khỏe mạnh và có nhiều sức khỏe và học tập chăm ngoan, và sau này là những người có ích cho xã hội. Xin cảm ơn ạ. Cũng xin được phép chia sẻ thêm với các bạn ở đây thì hiện tại bây giờ là sư cũng rất là khó khăn về các em. Hồi đầu cách đây 3-4 năm thì mình đến đi thăm thì ở đây rất là cơ hàng, chỉ có 12 bé thôi. Bây giờ vừa rồi có Thanh Tuấn đi thì 42 đứa em, bây giờ là khoảng 50 em rồi. Nhưng mà giờ cái khổ cho sư là cái chỗ nó rất là chật chội. Giờ là sư cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn, với cộng đồng là chúng ta có bạn bè, chúng ta có chia sẻ với người bạn.
Đó là cái mái ấm Hồng Quang, dạ, và nơi là cái nơi Kiêu Mang, tức là hơn 50 em nhỏ, tức là từ các cái mà cái tỉnh thành tại Việt Nam. Và giờ đây thì như mọi người nhìn thấy cái quang cảnh chùa thì cũng là một cái nơi mà cũng còn quá đơn sơ và cũng dần rất nhiều cái khó khăn. Và đoàn chúng tôi là ngày hôm nay cùng hơn 13 em cùng cái đội ngũ cộng sự thì tới thăm chùa và cũng có những cái chút thiện nguyện để cũng có thể là chia sẻ cho những em có những hoàn cảnh khó khăn, có những tình cảm thiếu thốn, có một chút vui và có những cái may mắn và được cái sẻ chia. Và quý vị nhìn thấy đây là những cái bảng nội quy của bên chùa Mái Ấm Hồng Quang, rất là nhiều những cái mà cái thông tin. Dạ. Và tôi sẽ xin mời quý vị có thể là vào trong cái nhà nuôi những cái mà cái trẻ em. Dạ. Sao con muốn ở trong đó đúng không con? Cho con cái này ha. Đòi đồng hồ quá. Con được bao nhiêu tuổi rồi? Chưa biết à? Chưa biết nói bác à. Đôi khi mà rất là thiếu thốn tình cảm nên là khi mà tới thì rất là gần gũi và rất là có thể là ôm ấp được rất là nhẹ nhàng. Thưa quý vị, đây là những cái mà cái cối để cho dành cho các bé, và các quý vị nhìn thấy các cái cối này rất là đơn sơ đúng không? Tức là làm bằng tre nứa thôi. Và các bé thì đang nằm tại đây. Thực ra là những cái mà cái mùa hè này thì đang là mùa mưa, do đó thì các cái thời tiết thì cũng tương đối là nó mát. Nhưng mà đặc biệt là các cái mùa nắng á, thì ở đây rất là khó khăn, là bởi vì như quý vị nhìn thấy là thực sự nó là cái nhiệt độ ở Bà Rịa Vũng Tàu rất là nóng, khoảng tầm 35 đến khoảng 40 độ. Và trang các cối này thì cứ liền kề với nhau như thế, thì nó cũng làm cho các bé cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà bên Mái Ấm thì cũng đã cố gắng để làm sao bằng cách nào đó để cho các bé cảm thấy thoải mái nhất. Kính thưa thầy, kính thưa chú Châu, dạ. Thì tôi đại diện là nhà thuốc thực gia truyền Thanh Tuấn. Hôm nay thì có một cái buổi thiện nguyện công ty tổ chức tới thăm Mái Ấm Hồng Quang, dạ. Thì đầu tiên thì công ty cũng có cái phần quà nhỏ nhỏ. Cái thứ hai là có một cái chút hiện vật, dạ, muốn gửi quý thầy, dạ. Thì em xin phép. Dạ. Yeah. Thì đại diện công ty thì cũng hàng năm thì cũng đều làm các cái chương trình mà thiện nguyện từ thiện. Thì biết là cái Mái Ấm Hồng Quang là một cái nơi mà chuyên kêu mang những cái mà cái trẻ em cơ nhớ, những cái mà cái người già, và bằng những cái mà cái tấm lòng của thầy thì mà bản thân như là em thì cũng rất là quý trọng. Và bản thân là trong thời gian vừa rồi thì công ty, tức là những cái mà cái em nhân viên ở trong công ty thì khi mà được chia sẻ về cái Mái Ấm thì cũng rất là vui và cũng háo hức là muốn được tới thăm thầy cùng các cái mà cái em nhỏ tại đây. Và nhân cái mà cái buổi từ thiện ngày hôm nay thì thay mặt cho công ty thì cũng chúc cho thầy Thích Thiện Thông nhiều sức khỏe, và các em thì luôn luôn khỏe mạnh và có nhiều sức khỏe và học tập chăm ngoan, và sau này là những người có ích cho xã hội. Xin cảm ơn ạ. Cũng xin được phép chia sẻ thêm với các bạn ở đây thì hiện tại bây giờ là sư cũng rất là khó khăn về các em hồi đầu cách đây 3-4 năm thì mình đến đây thăm thì ở đây rất là cơ hàng, chỉ có 12 bé thôi. Bây giờ vừa rồi có Thanh Tuấn đi thì 42 đứa em, bây giờ là khoảng 50 em rồi. Nhưng mà giờ cái khổ cho sư là cái chỗ nó rất là chật chội. Giờ là sư cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn, với cộng đồng là chúng ta có bạn bè, chúng ta có chia sẻ với người bạn, có cái tâm yêu thương thì
cũng cùng nhau đến đây chia sẻ với sư một chút. Và hiện tại bây giờ là nếu mà các bạn có người nào mà có cái tình cảm từ bi này để mà yêu thương mà coi như là làm công quả đó, thì coi như là giúp sư xuống đây mà hỗ trợ sư để mà chăm sóc các bé trong thời gian nào đó, thì tùy cái phát tâm của các bạn thì các bạn giới thiệu dùng. Giờ hiện tại giờ là sư rất là khó cái chỗ các em cũng đang bệnh nữa, bây giờ mình cũng chia sẻ thêm một phần.